Đây, đang phục vụ Cương đây. Đấy, để xem các chuyên gia thẩm định. Đấy. Đang mua cây, đang thích cái cây này. Hay quá, sạch sẽ. Phun cây về mình ra được một chuyển này, hai chuyển này. Đấy. Chuyển hai này, ba này, bốn này. Được cái tử treo đẹp đấy. Này sáu, bảy chuyển rồi. Đây. Đây là Tuyền đánh giá cái này 2,5 triệu được không? Quá ổn, hôm trước có một đôi chắc bay mất một cây rồi. À thế à? Được đi lên trôi này. Để ở ba đúng nước. Quá hay. Đấy. Dòng này là cái này để ba đúng nước mà. Dòng này là vừa chơi vừa thưởng lãm, không phải chạy ra vườn. Đấy. Nhưng mà để lá nó có lên tốt đấy nhỉ? Đúng không? Cứ để tùy cái mai chú thủy mà. Nó cứ để đấy, sau càng sau nó càng dập bóng càng đẹp. À. Và giá nó cổ thụ. Giá trực anh Dũng ạ. Đây là gọi là trực. Đẹp quá. Cái này cũng là thích mà để gửi cho vợ xem cái. Hay quá. Cái này mà mình có cái không gian, có cái đôn bày lên nhìn khác. Để bàn nước, dân nghiện thuốc, trà thuốc. Đấy, dân nghiện trà thuốc hay ngồi cà chồng kê chồng này không có. Ngồi ngắm lại hết bao thuốc, chết. Kia toàn thở kia ngắm hết bao thuốc, chết. Đấy mộ. Đây mấy thằng ấy ở. Đây, quay lại cái cây Hải Châu này. Bảy triệu đẹp quá, đẹp. Quá nghệ thuật. Hoa cho, này lông lông nhỉ? Cho lên cái khay bầu dục hoặc chữ nhật đều đẹp. Quả lắm anh Thuyền. Quả Hải Châu mà. Đây này, quả chín chỉ trên này. Quả chín đỏ như cà chua này. Sau nó dày nhiều lắm. Đây, quả vuông này. Đọc lại cái số em vừa nãy quên bố rồi, còn biết có lưu không? Đọc lại cái số. 097 097 515 6620 6620. Đấy. Nghệ nhân Khương Nguyễn. Đẹp, cái này không chơi chơi gì. Đấy, hoa đây. Hoa đây. Thơm rất dịu. Hoa đấy, giống hoa roi của mình nhưng nó bé. Đấy, được chốt bonsai luôn. Có hoa đấy nha anh em. Có hoa, có quả. Đấy, đúng rồi. Chưa nó đổ khai thác về. Già già khủng khiếp. Quá nghệ thuật luôn. Mà nhẹ tênh bê rất nhẹ mà. Đó. Đấy gần cái chục xi măng đấy. Con này chậu này không hợp, chậu vào chậu vuông 40 60 thì đây được. Hay quá. Bốc máy lên alo thôi. Bonsai dáng nghệ thuật, có hoa có quả lá bé. Còn gì hơn. Đấy mới là bonsai. Đây có con này mới, mấy con à đấy. Ở đấy, unin. Unin hay phết. Đấy, unin này bao tiền? Con này 2,8 triệu anh ạ. 2,8 triệu. Xanh 5 điền. Triệu 5 điền. Chở mãi được cái mầm này anh ạ. Đấy, hay quá. Cử luôn. Quá đẹp. Được cái mầm này mầm cử đấy, luôn đây. Mầm đấy sau rất dẻo. À, nó có cái điểm chuyển, nó không bị gọt gánh. Đẹp. Đợi mãi. Được phát được cực luôn. Sạch sẽ vàng ươm. Xanh 5 điền xít. Lực sĩ mini. Mặt này thì tầm 3. Ông mặt đấy nó kéo xong mới hay đấy. Mặt đấy sau nó biến lên 5 điền. Nhưng mặt chính nó vẫn là mặt này nhỉ. Lấy ngọn đây. Lấy ngọn đây thì mặt chính nó vẫn này. Ngọn nó đẩy lấy như cái lần thứ hai thì đẹp hơn. Chính nó vẫn phải là bỏ hẳn đi lấy ở dưới. Mềm hơn. Được, nuôi được, chăn nuôi. Chăn nuôi hay. Cái mai này cân nó quá nhỉ. Mà bố hồi nãy không lấy cái này. Thích lắm nhưng chưa. Chắc đi chơi đã. Bố còn chưa, bố mới làm việc. Mai này cân đẹp. Cân rất quái. Đấy. Nhìn rất cổ thụ. Cái này giao lưu 2,6 triệu. 2,6 triệu. Chậu này chậu đẹp, chậu men cũ đấy. Chậu 3 chân. Đây con này thích con này. Bé nhưng mà phun. Hay đấy.
Bò lắc. Bò lắc. Giật quá nhiều. Cắt giật quá nhiều. Dạ. Đấy, sau vệ xòe thu ngắn lại là ngon. Xòe tiếp một lần nữa. Quên vừa nãy bảo bao nhiêu tiền thì quên. Cái này báo giá là 3 triệu. 3 triệu. Đấy, 3 triệu thôi nhé. Rồi, ok đấy. Hạt gạo này bao nhiêu nhỉ? Hạt gạo đấy 1,5 triệu. Đấy, 1,5 triệu. À, có cả bạn thuế đây này, đúng không? Vâng. Bạn thuế là bao nhiêu tiền? Thuế đến 1 triệu thôi nhỉ? Đấy. Bây giờ kiếm cái bạn thuế mà chơi hơi ít đấy. Nhiều con lắm, nhiều đấy, con đẹp. Nhiều mắt, xung quanh nhiều, luôn. Nhiều con. Đấy, bạn thuế mà. Bạn thuế nhiều con. Đấy, cái này cổ thụ tự nhiên. Dạ. Giá hạt rẻ. Giấy, giấy sao? Giấy này cũng 1,5 triệu. Nó là gốc nhưng phải cành. Đúng rồi, hay quá. Kiếm được con đổ này hay phết. Đổ ôm chậu. Đổ xong này còn ôm chậu đấy. Ok đấy. Con vạn thuế này mày hay. Để con nó để quá nhiều con luôn. Nhiều con. Xung nhiều quanh quá. Xung quanh luôn. Chít chít. Con cái quây quần luôn. Quá hay. Con quá cái quây quần. Đấy. Mà lại nhẹ nhàng chứ không to gì cả. Nhẹ nhàng. Đấy. Cao 30 phân. Tập chơi. Không tính lá là cao khoảng độ 30-33 phân. Đấy. 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 Đang hỏi bao tiền. Đấy. Xanh mướt đẹp. Trọng đã 300. Mình ra hay giả mình ra. Thoải mái cái đồ này nó cằn cỗi. Chơi cái này đỡ đau lưng nó to quá mệt lắm. Đỡ phải bê. Vâng. Bây giờ sức có hạn rồi. Cái hải châu này. Bây giờ phải kiếm cây nhỏ đấy, cây to bê rồi. Nhẹ mà đúng không? Nhẹ mà. Đấy. Nó nặng thôi. Đẹp đấy. Để bác kiếp khách nào xem nốt cái gạo. Cái gạo vẫn còn. À đây đi. Đây đi. Và cây gạo này vẫn chưa... đang chờ cái chưa đang thử mình chung. Đồ mình đang tâm đắc thì cứ anh đang thử chung bình tĩnh này. U cục đây thích nó lành lặn này, sạch sẽ như lợn. Đấy. Nuôi này thì không bao giờ sợ chết đói. Phê. Ok đúng đi. Ok bác, đấy, chơi gạo đi để nhà không bao giờ lo thiếu gạo. Ok, cảm ơn bác Cường nha, chúc giao lưu thành công, nhiều thật nhiều tác phẩm. Lách sang đây tí. À đây cũng là của mình nhỉ? Của mình đấy. Cái này là bao nhiêu? 1 triệu một cây. Đấy, 1 triệu bạc. Tùng là hả? Vâng. Ngon rồi đấy, ngon rồi. 1 triệu. Ừ đấy, một đôi, một đôi. Ok đấy. Cảm ơn bác nha, để sang đây tí. Anh à. Con này khá đấy. Con này qua tay nhiều người lắm rồi. Được. Con này trước bóng nhạn đẹp hết. Trước bóng nhạn đẹp, hơi cao một chút. Vẽ bông vẽ tán ra nhìn nó dễ chịu. Nhưng mà cũng không còn tao là bằng cả nhiều không? Có bắt cả được nhiều không? Không nhiều mà nhiều. Cái này vừa bảo bao nhiêu đây? 6 triệu. 6 triệu. Được. Giấy quá mịn. Ok. Được. Đấy. Con cổ nhạn. Để lại cho ông này. Họ. Đấy, xem nào. Đấy, có cái xanh sạch sẽ nhưng mà tay hơi dính. Nhìn rất đẹp. Cái đấy nó già lắm rồi. Già lắm rồi. Đâu
đông quá. Đông quá. Cứ cho các bác làm việc đi. Mình tí nữa mình quay lại. Thấy có cái giấy đẹp nhưng chắc sắp bay rồi. Cái để bàn. Đông khách quá. Cái được mặt sau thì dính tay quá. Nhìn sạch. Quan trọng người ta nuôi chậu nhìn sạch bắt mắt. Vẫn được đấy. Đẹp. Chỉ nữa để làm việc các bác. Lại ra cả đây nữa kìa. Với mang xà. Xe này là xe của bác nào vậy? À, toàn. Toàn của Mai Lý. À, không biết. Rất tiếc, không biết. Ừ, bốc luôn. Sáu cổ. Cây cây của ông Nhận mình để làm lại như vậy, nhìn hay. Đấy. Ok. Cảm ơn các bác nhé. Chúng tôi vào quay kỹ tí. Ui rồi, mẹ, quá trời, nặng ghê. Này là dính mà, dính mà. Dính mà. Làm là cho thoát cái này ra. Hai cái bên này được vắt 40 triệu các bác. Rồi nói giá anh em là 40 triệu các bác. Đấy, chỉ ngại cây thì rất sạch rồi. Phía này một chút nữa. Còn cái hai cái tay này. Hai cái tay này. Họ làm vắt ở đây nhưng mà thực tế mình này. Còn cái khẩu từ đây ra thì không nói rồi. Ok rồi. Vắt từ đây vào đâm ra mình. Mình phải sửa không? Sửa trực mà béo rất hay. 40 triệu. 40 triệu. Đấy. Nhiều người thích bắt mắt mà các bác. Các bác nhìn này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Dáng rất rất cốt. Cái này muốn đẹp phải làm lại hai cái tay kia và cái ngọn. Ok các bác. Đấy, cây này cũng nhạn hay, nhìn bắt mắt đấy.